Chương trình ca nhạc Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 của đài KVLA 57.8 với chủ đề Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa sẽ tái hiện lại một Sài Gòn xưa trước năm 1975. Với cách dàn dựng tân tiến, công phu, những ca khúc trữ tình mang đậm chất xuân sẽ mang lại hơi ấm cho những ngày Tết tha hương, được thể hiện bởi những ca sĩ nổi tiếng, hòa cùng những tài năng trẻ được sinh ra trên đất Hoa Kỳ, cùng rất nhiều tiết mục đặc sắc khác sẽ tạo nên một bức tranh ngày Tết cổ truyền Việt Nam sống động, đầy màu sắc, vừa cổ kính trang nghiêm, vừa hiện đại với nhiều ý nghĩa nhân văn, là món quà đặc biệt mà đài KVLA 57.8 muốn gửi đến quý vị kiều bào yêu mến của chúng tôi trên khắp Nam Châu. Chương trình sẽ được phát sóng vào đêm giao thừa ngày 15 tháng 2 năm 2018. Quý vị muốn bảo trợ chương trình, xin liên hệ trực tiếp với đài của chúng tôi, số điện thoại 714-988-4288, email info@kvla.tv. Quý vị sẽ được phục vụ tận tâm với phương châm, niềm vui và sự thành công của quý khách hàng là trên hết.